Người đã du học từ Việt Nam sang Roma từ đầu năm 1972 và từ đó đã làm trong những văn phòng, một trong những văn phòng đặc biệt là một người khởi xướng ra Hội đồng Liên Tôn. Cái tên Hội đồng Liên Tôn đó ngày hôm nay chúng tôi cũng được vinh dự là linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm cũng là một thành viên của Hội đồng Liên Tôn và cũng là chủ tịch của Công lý và Hòa bình. Người thứ hai là bào đệ của Đức Tổng Giám mục Nguyễn Kim Điền của Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế. Người đã bị cộng sản thuốc chết mà Thượng tọa Thích Thông Lai cũng đã cho phép anh em giáo dân Công giáo được làm thánh lễ ở đây trong một ngày gần đây là ngày 8 tây tháng 6, ngày giỗ của Đức Tổng Giám mục Nguyễn Kim Điền. Người đã mạnh miệng lên tiếng người miền Nam ra Huế làm Tổng Giám mục rồi nói giọng Huế rồi chết và chôn ở Huế vì không chịu nghe theo gọi là Ủy ban Công giáo của Cộng sản. Trong ngày hôm nay, thưa Thầy, Sư phụ Thích Thông Lai mà chúng tôi được hạnh diện gọi là Sư phụ cách đây không lâu, quý vị còn nhớ. Từ ngày hành trình cùng với lại Sư phụ cho đến ngày hôm nay, nhìn xa, chúng ta thấy cây bút chì thứ hai ở trên đất nước Hoa Kỳ này. Cây bút chì lớn nhất ở Washington DC là cây bút chì đó cũng là cây bút chì tưởng niệm mà hàng năm vào cái thứ hai cuối tháng năm ngày chiến sĩ trận vong ở tại làng Ajida này. Ngày chủ nhật tới khi mà chúng ta ra về, chúng ta hãnh diện ở đây câu cây bút chì đen thứ hai Tổ quốc ghi ơn. Một người mà chúng tôi luôn luôn lúc nào cũng được hạnh diện đó chính là ông Gary Vensina. Ông Gary Vensina là một chiến sĩ của sư đoàn bộ binh, sư đoàn 4 đóng tại Pleiku. Nơi này thì có thể là Thượng tọa Thích Thông Lai rất là biết rành và có một số quý vị ở đây cũng biết rành nơi đó. Và đặc biệt là những phi tiêu của sư đoàn 6 không quân. Ông Gary Vensina đến đất nước của chúng ta trong cái thời gọi là thanh niên, đã tuân lệnh theo một quốc gia, một quốc gia đó mà chúng ta hãnh diện là công dân ngày hôm nay, quốc gia Hoa Kỳ. Khi ông đến Việt Nam, chỉ có một nhiệm vụ là bảo vệ chính nghĩa và cương quyết để mà diệt Cộng sản. Ông đã bị thương và đã được một huy chương cao quý của quân đội Hoa Kỳ. Đó là trái tim màu tím mà ngày hôm nay chúng tôi mặc màu tím. Purple Heart Recipient là những người đã bị thương trên chiến trường. Ông Gary là một trong những diễn giả chính cho ngày mai, thì chúng tôi sẽ để phần cái phần đó cho ngày mai. Một người đứng cạnh ông Gary là người bạn trẻ của chúng ta, anh Ian McKamey, còn được cái tên là Triệu, tên Việt Nam là Triệu, tại vì anh muốn trở thành người triệu phú Mỹ nói tiếng Việt Nam đầu tiên. Anh là một ca sĩ, anh cũng là một thi sĩ, bởi vì anh viết văn Việt Nam rất là giỏi, anh hát rất là hay và anh có cái tài lý luận rất là tài.
Chúng tôi nói không sai bởi vì anh không có một dòng máu huyết gì người Việt Nam hết. Cách đây hơn 15 năm khi chúng tôi gặp anh Yên, rồi sau đó chúng tôi về nhà anh Yên, anh chỉ lên một cái bức hình. Và tôi chỉ lên đó, bức hình này ở đâu mà Yên có? Khi mà bà nội mất thì bức hình đó bà nội cho Yên. Và tôi nhận diện ra ngay lập tức, đó là Hoàng hậu Nam Phương. Mà trong một giấc mộng, bà nội của Yên thức giấc dậy, tạc cái bức hình của Hoàng hậu Nam Phương. Không ai biết, và chính bà cũng không biết là bà Hoàng hậu Nam Phương. Mà bây giờ cái bức hình đó vẫn trong tay của anh Yên. Khi mà chúng tôi đến, chúng ta tất cả mọi người nhìn là biết ngay là Hoàng hậu Nam Phương. Đó là những cái điều. Thì ngày hôm nay Yên đến đây, và trong 2 ngày nữa chúng ta sẽ thưởng thức cái tài năng của Yên. Thầy yêu cầu Yên biểu diễn chào hàng. Thưa thầy, thầy yêu cầu là sư phụ, sư ông. Bây giờ đang suy nghĩ phải hát cái bài nào, hát cái gì mới được chào hàng. Bây giờ sư ông hỏi con có vợ chưa, để nó mà báo cáo từ từ quyết định tới báo cáo. Quyết định số 3. Có vợ rồi, có gia đình rồi, cứ vợ Việt Nam đẹp chứ. Nói vợ đẹp rồi, cứ đi buồn chết đi. Nói chung là vì mình không có chuẩn bị cái gì trước, Triệu đứng đây cũng không biết nói cái gì, nhưng mà cảm thấy rất là hạnh diện để mình có cơ hội để mình đứng đây chung với mọi người, để mình đón cái nghi lễ hôm nay, về cái tưởng rồi cái cây, sắp đặt cái cây tre để mà tưởng niệm những người mà đã mất. Trong cái hành trình mà tìm tự do thì Yên Triệu xin cảm ơn các quý Phật tử và mọi người mà có mặt ở đây hôm nay, xin cảm ơn. Đó là một gì sao sáng ở bầu trời làng A Di Đà tuần độ. Nói tiếng Việt giỏi quý vị. Và để không mất thời giờ của vị cũng như là cha Tâm phải ra phi trường để mà đón máy bay, chứ còn không lại kẹt máy bay trong những ngày này thì rất là kẹt, tại vì những ngày lễ rất là khó. Nếu mà cha đi trễ đó, thầy trò chúng tôi book first class cho cha đi cái giá thứ hai, chứ không có vậy. Bên cạnh của Thượng tọa Thích Thông Lai thì có ông thầy từ ở... Đây là một vị Rinpoche Tashi, người đứng hàng thứ 3 trong cái hệ thống Đạt Lai Lạt Ma Ngũ Vàng. Năm ngoái Ngài cũng có mặt ở trên thuyền, cũng cầu nguyện. Và rất là ngạc nhiên là ngày hôm nay đã có mặt sớm hơn để cùng chúng ta làm phép tượng Đức Mẹ La Vang. Và sau đây chúng tôi xin mời tất cả quý vị hướng về một mảnh đất ở bên phía này với di ảnh của cố đức ông Philippe Trần Văn Hoài. Và bụi tre này sẽ được reo lên như là chúng tôi đã có mượn lời của thi sĩ Nguyễn Công Trứ: làm người khổ lắm ai ơi, khiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Thì bây giờ cây tre này sẽ tạm đóng vai cây thông để reo lên hòa bình ơi, hãy về với Việt Nam.
cho chúng tôi một tràng pháo tay to nữa. Và ngày hôm nay trong nghi thức này đã chấm dứt. Và ngày mai cũng như là ngày Chủ nhật, hai ngày còn rất là dài. Chúng tôi trân trọng kính mời tất cả quý vị cùng chúng tôi đứng lên để diễn quan khách. Có thể mời ở lại để dùng trưa. Dạ vâng, nếu mà khách nào có thể ở lại được thì mời ở lại để dùng cơm trưa. Với tất cả tấm thượng tình, chúng tôi đại diện cho 1.000 đệ tử tăng ni và cư sĩ từ năm châu bốn biển, Úc Châu, ở Âu Châu, ở Pháp, ở Hòa Lan, ở Hawaii, ở Arca, xin cung thỉnh phái đoàn Cha Tâm và phái đoàn Đức Cha từ Phần Lan cũng như Linh Mục Trẻ và phái đoàn ông Trịnh Tiến Tinh và phái đoàn thân nhân của Đức ông Trần Văn Hoài hãy ở lại đây ăn một bữa cơm chay để đổi dòng tay lớn. Rồi xin mời quý vị xuống ăn chén cơm đây. Cho cân xứng Chúa ơi.
các hồn để nên tông đồ của cha và nên nhân chứng của cha, truyền giáo chân lý của cha, gieo rắc lời cha khắp gần xa, rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu. Rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu. Các tôn giáo của chúng ta càng gần gũi nhau hơn nữa.
Phật giáo, Công giáo, Tin Lành và Hảo Cao Đài. Tất cả những tôn giáo lớn của Việt Nam càng gần gũi nhau nữa, bởi vì chúng ta thấy là nước mất thì nhà tan và tôn giáo cũng không thể tồn tại. Và vì vậy mà cái hoàn cảnh nước Việt Nam chúng ta bây giờ sắp bất nước rồi, và vì vậy mà những cái hoạt động tôn giáo như vậy thì chúng tôi hy vọng là chúng tôi là những vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, chúng tôi sinh hoạt với nhau, gần gũi với nhau, thân yêu nhau với hơn nhiều hơn, thì cũng xin tất cả đồng bào Phật tử cũng như đồng bào chị em tôn giáo cũng như tất cả những anh chị em các tín ngưỡng khác, chúng ta lại càng gần gũi, càng đoàn kết, càng thương yêu nhau nhiều hơn để chúng ta có thể đoàn kết để chống lại xong. Và tất cả chị em chúng ta cũng nhớ để cầu nguyện cho quê hương Việt Nam chúng ta luôn luôn được an toàn, lãnh thổ cũng như con người Việt Nam luôn luôn được hòa ấm, no ấm, hòa bình. Xin cảm ơn quý vị. Đáp lời thì ta cho một cái tràng pháo tay đặc biệt để chúc cha Thượng Lộ Quỳnh An trong những ngày này. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta là thiên chủ quốc gia gì? Mà sống ở đây là chúng ta bây giờ là quê hương thứ hai, chúng ta là chủ quốc gia, và chúng ta nhớ rõ như thầy Linh Mục Hậu của ta, Linh Mục Hậu của ta đã nói, nghĩa là đất nước mà mất thì tôn giáo cũng không tồn tại. Do đó chúng ta phải nêu theo cái thần quốc gia và chúng ta hãy nắm chặt tay lớn liên thông giữa Công giáo, Phật giáo, Hòa Hảo, Tư Lành, Cao Đài để ngày trở về bảo vệ quê hương, toàn vẹn lãnh thổ, không còn cộng sản Việt Nam. Rồi mời tất cả quý vị khác vào quý vị mời ra. Dạ vâng, thưa cô, thưa quý vị khán giả, thì ngược dòng thời gian năm về trước thì đoàn Đông Lai có ngã ý để xin chúng tôi có một cái pho tượng Đức Mẹ ở trong làng Di Đà cũng như ở nơi đây để những người tôn giáo ở trong làng này có nơi để họ đến để họ có thể họ cầu nguyện, cũng như đối với thiền tọa Đông Lai thì đối với ngài thì ngài cũng mang ơn rất là nhiều Giáo hội Công giáo trong thời gian đầu mà vừa mới chuyên nước Công giáo đi tị nạn thì nhờ Giáo hội Công giáo đã cứu giúp những người tị nạn thời gian ban đầu, và vì vậy nó có thể biết ấn tượng về nước của nước ngài về đây để các tín hữu Công giáo có nơi để cầu nguyện, rồi cũng là cái sự cảm ơn của ngài. Đồng thời hôm nay chúng tôi cũng rất là vui mừng khi chúng tôi đến đây để thánh hóa cái tượng này. Tượng này thì có một gia đình Công giáo đã bởi vì cảm kích trước cái tấm lòng của thầy đã tặng cho làng Di Đà, chúng tôi đến đây để thánh hóa cái bức tượng này đó. Sau khi thánh hóa rồi thì những người Công giáo cũng như những người khác có thể đã tới để cùng. Thì qua những cái dịp làm như vậy đó thì chúng tôi cũng hy vọng là có sự liên kết các tôn giáo với nhau, bởi vì chúng ta thấy là nước Việt Nam chúng ta đang trong cái nguy cơ mất nước, mà khi chúng ta thấy thì nước mất thì nhà ta và tôn giáo cũng không còn được. Và vì vậy mà qua những cái sinh hoạt liên tôn như vậy, chúng tôi hy vọng là những vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo thì gần gũi với nhau rồi, thì cũng hy vọng là tất cả anh chị em Phật tử cũng như anh chị em Công giáo, rồi những giáo tôn phái tôn giáo lớn của Việt Nam như là Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài, chúng ta cùng mỗi vòng tay lớn chúng ta cùng gần gũi nhau hơn, thương yêu nhau hơn, hợp tác với nhau để chống lại ngoại xâm, để bảo vệ bản thổ biên cương. Qua tất cả những cái điều chúng ta có thể làm được thì chúng ta có thể đóng góp cho quê hương, đồng thời thì cũng xin chị em chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho quê hương Việt Nam chúng ta, bất cứ chúng ta là tôn giáo nào, chúng ta là Phật giáo, chúng ta là bên Công giáo Phật hay là Tin Lành hay là Cao Đài Hòa Hảo, thì chúng ta cũng cùng cầu nguyện chúng ta để xin quê hương Việt Nam chúng ta giữ gìn mọi cũng như là để người dân Việt Nam chúng ta
do nó ấm hòa bình. Dạ, con xin cảm ơn cha. Kính thưa quý khán giả và quý đồng hương đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Network. Qua những chia sẻ của linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm, chúng ta đã biết thêm về ý nghĩa đằng sau chương trình đang phát cho trẻ nước mẹ La Vang. Và thưa quý vị, hãy cùng đi theo chương trình xin phòng chuyên tôn cầu nguyện cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Cảm ơn. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay tương lai và suốt đời. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua hôm nay và ngày mai. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay tương lai và suốt đời. Tháng năm mong người đã đổ lại.